chiều con đường làng, ngày ngày hai buổi đến trường, thưa con bước bước hái hoa, yêu dân tộc Việt Nam đôi giống lang hồng, yêu cha yêu mẹ ân nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên, thưa con hai đứa. Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý cũng như tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong chương trình khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím thị xã La Di năm 2019. Thay mặt cho ban tổ chức Phan Việt và Minh Duyên, xin được gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý cũng như quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất.
Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý và quý vị khán giả, quý vị vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn, ca khúc Yêu Dân Tộc Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Như. Kính thưa quý vị đại biểu cùng quý khán giả, theo truyền thống hàng năm, tại xã Tân Tiến, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân thị xã La Di trọng thể tổ chức lễ hội Tế Thu Thầy Thiếm vào các ngày 14, 15 và 16 tháng 9 âm lịch. Lễ hội năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày Dinh Thầy Thiếm được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 27 tháng 9 năm 1997, 27 tháng 9 năm 2019 và 24 năm ngày du lịch tỉnh Bình Thuận, 24 tháng 10 năm 1995 và 24 tháng 10 năm 2019. Hôm nay, trong không khí tưng bừng của lễ hội, Ban tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thiếm thị xã La Di chính thức tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thiếm thị xã La Di năm 2019. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng chào mừng và giới thiệu đến quý vị đại biểu, các đoàn khách quý đến tham dự lễ khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thiếm hôm nay. Về phía đại biểu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, ban tổ chức xin trân trọng chào mừng và kính giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận. Xin được trân trọng chào mừng và kính giới thiệu đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận. Về tham dự còn có lãnh đạo đảng, chính quyền các thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Về tham dự còn có lãnh đạo các ban xây dựng đảng, văn phòng tỉnh ủy, các sở ban ngành của tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo đảng và chính quyền các đơn vị huyện, thành phố Phan Thiết, huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh và huyện Tánh Linh. Đến dự lễ khai mạc, ban tổ chức xin trân trọng chào mừng và giới thiệu đại biểu của thị xã La Di. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy La Di. Xin được trân trọng giới thiệu ông Tôn Thất Muộn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã La Di. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Trọng Nhân, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã La Di. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thương, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã La Di. Trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Quế, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch Dinh Thầy Thiếm năm 2019. Đến dự còn có các ông bà trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã và lãnh đạo các đoàn thể, các cơ quan ban ngành, lãnh đạo đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã phường của thị xã La Di. Đến dự còn có đại diện các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Thuận và trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban đại diện Ban quản lý đền thờ ông bà Đỗ Công Tường, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, hội viên Dinh Thầy Thiếm và đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu và quý vị khán giả đến tham dự buổi lễ trong ngày hôm nay. Mở đầu chương trình khai mạc, ban tổ chức xin kính mời ông Nguyễn Hữu Trí, trưởng ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thiếm, lên đọc kim sách về lịch sử đức độ của Thầy Thiếm. Thank you.
Cung duy sư thẩm, tánh tự nan tường, chỉ tri quảng nam vi nguyên quán. Hương thôn bất thức, nải thiên bình thuận dĩ ngụ cư. Thiếu thời, thông minh bạc tụy, tài đức siêu quần. Đinh ưu bất lự khó trường, công danh nan lộ. Tương truyền, đắc pháp sư chi thuật, sái đầu tức thành binh. Kế hậu hoạch tội cửu ư vương, thiên cư vu sơn giả. Y thuật cao tài, đa liệu phương dân thuyên bệnh. Mộc tượng thiện xảo, cấu tác thuyền chích hộ dân. Thuần phục ác thú vu sơn lâm, vãn hồi bình an ư trần thế. Chí kim sư thẩm di phong, bách thế tinh thần ưng bất tử. Thần tiên bí thuật, thiên thu chính khí lẫm như sinh. Hậu thế miến hoài, truy tưởng cao phong thạc đức. Tam tâm hàm ngưỡng, thể hiện tam cảm đan thành. Hương hỏa bách niên sáng lạng, miếu đường vạn cổ điện an. Sư nải thánh giả, thẩm thị thiên gia. Nhất phương lão ấu hàm triêm, vạn thế nhân dân cộng hưởng. Hộ quốc vận âm phò vạn lực, lịch thiên tăng bí linh thanh. Phước dân gian mạc tướng thiên công, xuất thổ quân mông khải huệ. Ngưỡng bằng phước hải hoàng thâm, vu nguyện thọ sơn tăng tráng. Xuất đồ tàn thị ân kim bách thuận chi tòng tâm. Tố sự canh điền, hỷ kiến thiên bang chi đắc ý. Tư lai thạnh thế, vĩnh bảo tỷ xí tỷ xương. Thực tại lệnh thẩm chi gia huệ giả. Nghĩa là kính nghĩ thầy thím, tên họ không tường, chỉ biết Quảng Nam nguyên quán. Làng quê không rõ, rờ vào Bình Thuận ngụ cư. Thuở trẻ thông minh xuất chúng, tài đức hơn người. Đại tang khoa cử chẳng màng, công danh khôn tỏ. Tương truyền vải đậu thành binh, lào thông bí thuật pháp sư. Sau đó đắc tội triều đình, đánh vào thâm sơn cùng cốc. Y thuật tài cao, chữa trị bao người lành bệnh. Mộc nghệ cũng giỏi, biết đóng chuồng ghe giúp dân. Thuần phục ác thú nơi núi rừng, đem lại bình an cho trần thế. Đến nay thầy thím lưu danh muôn thuở, tinh thần càng bất tử. Thần tiên bí thuật, ngàn thu chính khí mãi trường tồn. Đời về sau hoài niệm, đối tượng ơn đức phong cách cao vời. Dân tam tân ngưỡng mộ, bày tỏ lòng thành dạt dào cảm xúc. Hương khói trăm năm tỏa rạng, miếu đường muôn thuở vững bền. Thầy quả là bậc thánh, thím cũng là tiên chăng. Một phương già trẻ thấm nhuần ơn, vạn thế nhân dân đều ngưỡng mộ. Giúp vận nước thẩm ra muôn sức phò tài, bao năm tỏa sáng thiên liêng. Ban phước dân ngầm phô ngàn ơn che chở. Khắp cõi thấm nhuần ơn đức, ngưỡng nhờ biển phước càng sâu. Lại nguyện non nam tăng thọ, ra đường vào chợ vui xem thuận lợi tòng tâm. Làm lụng ruộng vườn, mừng thấy ngàn điều tỏi ý. Đến nay đời thạnh mãi chữ sáng tỏ tốt tươi, thực sự là nhờ thầy thím ban cho ơn huệ. Thank you.
Xin được cảm ơn ông Nguyễn Hữu Tý, trưởng ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím. Và tiếp theo chương trình khai mạc, ban tổ chức kính mời ông Chánh Bái Dinh Thầy Thím lên làm đệ dâng hương tưởng nhớ Thầy Thím. Trân trọng kính mời. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Thanh Quế, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím thị xã La Di năm 2018 để phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Trước khi bắt
phát biểu khai mạc. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Đặng Hồng Sĩ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy cũng về tham dự lễ hội với chúng ta. Tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Nguyễn Văn Trí, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Thuận về tham dự lễ hội với chúng ta. Kính thưa đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận. Kính thưa đồng chí Nguyễn Khanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Bình Thuận. Kính thưa đồng chí Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị ủy thị xã La Di. Kính thưa đồng chí Tôn Thất Muộn, phó bí thư thường trực thị ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã La Di. Kính thưa đồng chí Phạm Trọng Nhân, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Di. Kính thưa đồng chí Phạm Thị Thương, Ủy viên Thường vụ, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã La Di. Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố, các huyện bạn về tham dự lễ hội. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân đến tham dự lễ hội hôm nay. Thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, làng Tam Tân có lịch sử trên 300 năm và dinh thầy Thiếm được xây dựng tròn 140 năm kể từ lần trùng tu xây dựng lần đầu tiên vào năm 1879. Di tích dinh thầy Thiếm trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần gắn liền với sự phát triển của quê hương La Di. Khi nhắc đến dinh thầy Thiếm, người dân khắp nơi đều biết đến với vùng đất tụ linh đầy ắp tình người. Hàng năm cứ đến trung tuần tháng 9 âm lịch, lễ hội văn hóa du lịch dinh thầy Thiếm thật sự đã trở thành lễ hội truyền thống của quê hương La Di và là một trong năm lễ hội lớn của tỉnh Bình Thuận. Từ trong tâm thức dân gian, thầy Thiếm trở thành thần hoàng của dân làng Tam Tân. Thầy Thiếm là tấm gương sáng về lòng nhân ái, vị tha và đạo đức của con người. Với những giá trị tiêu biểu trường tồn, di tích dinh thầy Thiếm đã được Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận công nhận là danh lam thắng cảnh vào năm 1993 và được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật xếp hạng di tích cấp quốc gia vào ngày 27 tháng 9 năm 1997. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2019 trên mảnh đất La Di, Hàm Tân nói chung và Tam Tân nói riêng, gắn liền với các hoạt động kỷ niệm ngày du lịch của tỉnh Bình Thuận ngày 24 tháng 10 năm 2019. Đến với lễ hội văn hóa du lịch dinh thầy Thiếm là đến với thị xã La Di, vùng đất được xác định giàu tiềm năng và lợi thế về phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch của tỉnh Bình Thuận với các địa danh ngảnh Tam Tân, Đồi Dương, Cam Bình. Bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của lễ hội văn hóa du lịch dinh thầy Thiếm là góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì vậy, trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận luôn trân trọng, tự hào, không ngừng gìn giữ, phát huy các giá trị đó. Bổn phận của chúng ta là xây dựng và phát triển di tích lịch sử văn hóa dinh thầy Thiếm luôn sống mãi với thời gian và lịch sử, với những con người dân địa phương thị xã La Di phải đóng góp và tạo mọi điều kiện để lễ hội diễn ra trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành nơi sinh hoạt tinh thần giàu bản sắc văn hóa dân tộc, là chốn đi về của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh. Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc lễ hội văn hóa du lịch dinh thầy Thiếm năm 2019. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể du khách nhân dân có một mùa lễ hội may mắn, vui tươi, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn ông Trần Thanh Quế, thị ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban tổ chức lễ hội văn hóa du lịch dinh thầy Thiếm thị xã La Di năm 2019. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Phạm Trọng Nhân, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Di lên đánh trống khai hội. Xin được trân trọng kính mời ông. Thank you.
Quý vị vừa theo dõi phần biểu diễn trống hồi của đoàn Lân Sư Rồng đến từ Trung tâm Văn hóa thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và giờ đây xin mời quý vị cùng theo dõi tiết mục múa Tự hào đất mẹ Việt Nam qua phần biểu diễn của vũ đoàn Sao Băng. Yeah.
đất nước đàng hoàng đẹp tươi. Đẹp sao đón nước rạng ngời. Đi đi đỡ con, biết bao người ăn mì hùng đã đến dân tổ thắm trang. Sự giang quanh liền núi sông giang khúc khai đoàn ca. Lời của y bác đắm say nước non thần. Trời của ta, đất của ta, đường đi có Đảng, Bác Hồ dẫn lối, kề vai sát cánh chung lòng, giữ yên đất mẹ ngàn đời vinh quang. Yo ho, yo yo ho yo, yo ho, yo yo ho yo, bước trên đường đã Bác Hồ chỉ lối, mỗi người công dân hướng Nam ta. Thời đại triệu triệu con tim mang dòng máu Lạc Hồng, đường vinh quang chân lý sáng ngời, tự hào thiêng ngàn năm đất Việt. Ôi tự hào đất mẹ Việt Nam, xuyên phong đồng cao lạc tràng nhân, từ trong nhân có anh hùng dương lên, chỉ mười triệu trái tim chung xây đất mẹ giàu đến khổ, nhưng ta đi có đang âm vang lời bản nhất ta trên đường đồng dài. Và quý khán giả, năm 2015, Ban Quản lý Di tích Dinh Thầy Thím đã mở một đợt sáng tác về đề tài viết về Dinh Thầy Thím với hai thể loại tân nhạc và cổ nhạc do các nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia. Qua đây, thêm một lần nữa, chúng ta cùng hồi tưởng lại cuộc đời của Thầy Thím. Đó là hình ảnh gắn liền với mảnh đất Tam Tân, La Di qua bao thời gian, bao thế hệ bồi đắp. Ở đây chan chứa tình người, nồng ấm sự sẻ chia đùm bọc và nặng nghĩa ân tình, những giá trị cốt lõi của một giá trị nhân văn mà cộng đồng đang nỗ lực chung tay xây đắp. Và ngay bây giờ sẽ là một bản trường ca với chủ đề Cuộc đời Thầy Thím. Thiết kế sân khấu Dinh Thầy Thím. Âm thanh ánh sáng Hoàng Vũ. Âm nhạc Khải Hoàng Bảo. Tân cổ nhạc Khải Hoàng. Phục trang Bảo Ly. Dẫn chương trình Phan Việt và Minh Duyên. Đạo diễn nghệ sĩ Phượng Nga, đại sứ du lịch tâm linh. Thank you.
thêm bóc thuốc đóng thuyền, cứu đồ dân nghèo hết cơm lòng than, để tưởng nhớ công ơn thầy thiêm, dân làng lập chính thờ phụng hơn trăm năm qua. Võ thuật hơn người thường có những nghĩa cử cao đẹp rất được dân làng mến mộ. Vì giúp dân làng dùng pháp thuật lập đàn cầu mưa giải hạn. Ngày ấy ra đi, ngồi trên lưng rồng, bay ngang qua làng Yên Ê, mình đã cố tình đánh rơi một chiếc hài. Đó là lời từ tạ cuối cùng em muốn gửi lại cho quê hương, cho cha mẹ. Có bao giờ mình trách giận tôi không? Cái gì mà giận mình? Phận gái quê mùa, khi có chồng, chữ tam tòng tứ đức em luôn coi trọng. Hỏi còn niềm hạnh phúc nào hơn dành cho em
khi được sớm hôm kề cận bên chồng. Không, mình đã vì tôi mà phải chịu nhiều vất vả hy sinh. Nhưng chính từ trong sự hy sinh vất vả ấy, từ ở mình, em thấy sáng thêm chữ đạo làm người. Mình ơi, mình cực khổ là lỗi tại tôi. Tôi làm chồng mà không lo được cho mình đầy đủ. Đằng này... Kìa mình, em không muốn nghe mình nói như vậy đâu. Trời có ngày mưa, ngày nắng, thì có người có lúc khổ, lúc vui. Em phải cảm ơn mình mới phải. Mình đã cho em vợ chồng ấm êm, hạnh phúc ngập đầy. Dù trong mai lá đơn sơ mà rộn ra tiếng cười, chỉ cần ta có chí làm ăn thì sẽ có ngày ấm no. Lòng ta nhân đức thương người quý hơn bạc đen vàng thôi. Tiếc là mùa ca đang về mà làng mình quá ít thuyền ghe. Mấy chiếc tôi đông trắng rồi, nhưng có đủ là gọi ngư dân đến để giao thuyền. Ở Tam Bắc người ta cũng đến đánh thuyền, tôi phải hẹn mùa trắng sao. Mình ơi, vào bão tố có phủ lên mái tranh cho gió luồn mưa lọt vẫn không làm em thấy lạnh ở cạnh bên anh. Người chồng mẫu mực em xin được cùng anh đem đến cho mọi người nụ cười sức sống. Dù cho gặp cảnh lao đao mình vẫn bên nhau, sống đến bạc đầu hòa lên khúc hát yêu thương mà trời cao đã cho em. Người chồng chúng thủy đối với em ướt và thương yêu chăm sóc. Nằm ở cạnh bên anh em đã có bao lần, giọt nước mắt chưa chan niềm sung sướng. Châu bao bạc vàng vẫn không bằng hạnh phúc bên anh. Nắng có làm đất dai cứng khô gan rồi mưa sẽ đến cho rừng thêm xanh la. Đừng nghĩ chuyện choài tranh nhánh lá khi nửa phần đời ta đã kết chặt nhau rồi. Mình à, tôi biết lòng trách đất tu nhân, nhưng mỗi khi nhìn mình vất vả tôi quá xót xa. Đến khi nghe được lời nói chân thật của mình, tôi vô cùng hãnh diện. Mình hãnh diện có nghĩa là mình đã quá thương tôi, còn xót xa có nghĩa là mình chưa tin sự chung thủy của vợ mình. Mình nhìn kìa sao bàn thiến, bụi bóng tan nở rõ trong như màu của tình vợ chồng sáng rực mãi nhà tranh. Mình phải nhìn lòng tích đức tu nhân, biên dùng đất này thật thiêng liêng màu nhiệm, để ngày sau mỗi người đến đây chiêm ngưỡng tìm sự bình yên thanh thản cho
tâm hồn. Dù hiện tại vợ chồng ta còn mang bản án của vua, nhờ bà con che chở ta thoát qua án từ. Bởi lòng nhân từ thắng lòng báo án, Đức Di Đà luôn cứu rỗi nhân sinh. Có những lúc thấy mình vui đùa với đám trẻ trong làng, tôi thấy mình càng thêm có lỗi. Lỗi với mình, lỗi với đảo vợ chồng và nòi giống tổ tiên. Cả cuộc đời mình theo tôi làm vợ, chưa có một ngày được làm mẹ để cất tiếng ầu ớ. Và như hồi đó mình có với nhau một đứa con, để giấc mong bế bồng cùng với nỗi buồn ngày lạnh đắng mưa nơi nhà tranh. Ấm êm gia đình rộn ràng tiếng trẻ bi bô đùa vui, chạnh lòng thương mình một mình lẻ bóng. Cây tanh mà lại chẳng nỡ được chồi non, cái ngang bé bàng làm tắt nghẹn bao ước mơ. Tránh tôi vô tình mình phải chịu riêu đời xuân. Mình không nên nghĩ vậy, có hạnh phúc nào mà không có sự trả giá hả mình? Mình mình ơi, năm tháng qua mau mang theo bao nỗi buồn vui ấm lạnh. Ta vẫn bên nhau dù hai gương một nắng mấy độ đông qua bao lướt xuân về. Mình là người mẹ tạo tần, là người vợ đảm đang, chú ước mơ trong tôi đắm chồi nảy lọc. Mình thấy không, nhìn bóng tim phía sau giường nở tiếng, như màu của tình yêu nát đắm mãi. Mình ơi, em hạnh phúc, em hạnh phúc vô cùng, được sống bên mình vẹn chữ Tàu Khang. Thank you.
ân cư nơi rừng sâu. Dấu bao nỗi niềm hàng ngày lên núi đắng cay, hái thuốc giúp dân lành bao khó khăn trong đời sống. Nhiều đêm rồi, mình ít khi chợp mắt. Ăn uống thì lại thất thường, mình nên giữ gìn bảo trọng. Cảm ơn mình đã quan tâm nhắc nhở. Vợ chồng ta đến làng Tam Tân này đã bao lâu rồi hả mình? Em không nhớ nữa. Nhưng ngày mới đến đây, vợ chồng mình tóc hãy còn xanh. Vậy mà bây giờ tóc đã pha sương rồi, phải không mình? Thời gian cứ qua nhanh, mà đời người thì ngắn ngủi. Mình
Đã bao năm xa quê lìa xứ, ta bỗng thèm nghe một câu dân ca của đất mẹ quê cha. Mình ơi, mình hãy hát cho tôi nghe đi. Dạ, em hát đi. Hát đi mình. Em cũng như mình, thèm nghe lắm điệu hò Quảng Nam. Chưa đất Quảng Nam chưa mưa đã thầm, chưa rượu hồng đào chưa nhậm mà đã say. Bạn về nằm nghỉ gạt tay, hỏi nơi muôn trường chưa nghĩa dạy cho bằng ta. Em hát lại lần nữa nha mình. Mình ơi, em hát lại lần nữa nha mình. Mình nói cái gì với em đi? Mình bị sao vậy? Mình nói với em đi để em còn biết em lo cho mình nữa chứ. Sao mình không nói gì hết vậy? Mình ơi, mình nói đi mình. Sao mình bỏ em mình đi? Mình chờ em đi với. Bà con ơi, ông Sáu ơi, Thiền ơi. Cái gì? Dạ, thầy tiến sĩ là chuyện gì mà hổ gầm kìa? Đúng rồi, tiếng hổ gầm, tiếng hổ gầm. Ông Sáu ơi, ông Sáu ơi, Sáu ơi. Trời ơi, tiếng hổ gầm. Ở trên hổ gầm. Tiếng có chuyện gì xảy ra kìa? Nhanh đi. Tụi bay ơi, chạy lẹ nha. Bà con ơi, lẹ đi bà con ơi, lẹ đi. Lẹ 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 bà con ơi, lẹ bà con ơi. Chào bà con. Bà con ơi, thầy thím mất rồi bà con ơi. Thầy ơi, thầy thím mất rồi. Trẫm là kẻ hậu thế kế vị vua cha. Sau khi xem lại án quyết tam ban triều điển của đức vua Gia Long đối với vợ chồng đạo sĩ
người làng La Qua, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay đã tạ thế tại làng Tam Tân, huyện Tuy Lý, phủ Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận là quá khắt khe. Vì luật vua phép nước mà không hợp với lòng dân, phải noi gương xưa, thấy người có tài có đức mà không đem lòng cảm phục. Trẫm muốn khuyến cáo để người đời luyện chí noi theo, xóa án tử năm xưa và sắc phong cho quý vợ chồng đạo sĩ là chí đức tiên sinh, chí đức nương nương tôn thần. Chúng con muôn đời tạc giả ghi tâm ơn thầy nghĩa thiếu, chí đức tiên sinh, chí đức nương nương tôn thần. Đất cổ Tu Lý, Tam Tân hồn thiêng có dinh thầy thiêng, non xanh biển xanh lâu bướng bận trường phố, huyền thoại người xưa bài học người nay. Ai vì dân thì sẽ được lòng dân, muôn nơi khắc ghi. Ai dựng xây thì sẽ được dựng ra, nếu chốn ca ngàn xưa gieo gì hay đó, công ơn người xưa thoại Việt Nam. Ai về đây nghe tiếng của thời gian, một đời khác ai về đây nghe tiếng lòng sao xuyên. Khi xưa rừng xanh úa vàng tiên số, hôm nay biển xanh nắng hồng thái bình, một thời đàn bom vào một thời dựng xây, huyền thoại Việt Nam là huyền thoại rộng. La Ghi Hàm Tân, miền đất cổ Tu Lý, Tam Tân hồn thiêng có dinh thầy thiêng, non xanh biển xanh lâu bướng bận trường phố, huyền thoại người xưa bài học người nay. Ai vì dân thì sẽ được lòng dân, muôn đời khắc ghi. Ai dựng xây thì sẽ được dựng xây, đầu tiên là huyền thoại Việt Nam.
biển xanh, nắng hồng thái bình. Một thời đàn bom và một thời rừng xây, huyền thoại Việt Nam là huyền thoại rồng tiên. Huyền thoại ngày xưa là bài học ngày. Đại biểu, kính thưa quý khán giả, trường ca chủ đề Cuộc đời thầy thím do nhóm nghệ sĩ thiện nguyện Phượng Nga biểu diễn đã kết thúc chương trình khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thị Thím thị xã La Di năm 2019. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý cấp lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Kính chúc quý cấp lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý một mùa lễ hội vui tươi và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời các cấp lãnh đạo, quý vị đang có mặt sẽ lên sân khấu để tặng thư cảm ơn và hoa đến với các nghệ sĩ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Thanh Quế, thị ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thị Thím thị xã La Di năm 2019. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Tý, trưởng ban quản lý di tích Dinh Thị Thím sẽ cùng lên sân khấu để tặng thư cảm ơn và hoa đối với các nghệ sĩ. Và xin được kính mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ Phượng Nga, đại sứ du lịch Tâm Linh. Xin kính mời nghệ sĩ Khánh Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm. Xin được kính mời nghệ sĩ Bảo Ly. Xin được kính mời ca sĩ Bích Phượng, công ty trách nhiệm hoàn truyền thông Thành Được STD. Công ty âm thanh ánh sáng Long Vũ, ông Võ Minh Chiến, giám đốc điều hành tổng công ty dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Long Hải. Xin được trân trọng kính mời đại diện Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bình Thuận, đại diện lãnh đạo báo Bình Thuận. Xin được kính mời Trung tâm xúc tiến du lịch Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh Bình Thuận. Xin mời ca sĩ Bích Phượng ạ. Và chúng ta cùng dành tặng một tràng tay nồng nhiệt cho quý vị. Cảm ơn các cấp lãnh đạo đang có mặt cũng như sự hiện diện của tất cả nghệ sĩ trong ngày hôm nay. Một lần nữa gửi lời cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý cũng như tất cả quý vị khán giả đang dành tình cảm có mặt trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay. Chương trình này cũng sẽ được khép lại. Một lần nữa thay mặt cho tất cả các anh em nghệ sĩ gửi lời cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị. Kính chúc cho quý vị sẽ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và chúng tôi luôn mong muốn rằng mang đến cho quý vị thật nhiều chương trình đặc biệt khi đến với Dinh Thầy Thím vào những chương trình lần sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.